Chào mừng quý vị đến với bản tin hàng hóa thị trường. Trong bản tin kỳ này thì chúng tôi sẽ lần lượt chuyển đến quý vị những thông tin đáng chú ý sau đây. EVN giải trình về việc chỉ số tiếp cận điện năng ở mức thấp. Thành phố Hồ Chí Minh chi 600 tỷ đồng để thí điểm xây dựng các nhà xưởng cao tầng. Nhưng trước hết sẽ là thông tin sau hai tháng giảm, Bộ Tài chính dự báo CPI tháng 3 chỉ có thể tăng nhẹ Quý vị, sau khi giảm đi trong 2 tháng đầu năm, Cục quản lý giá thuộc Bộ Tài chính vừa đưa ra dự báo CPI tháng 3 này có thể đảo chiều tăng nhẹ trở lại. Theo dự báo của Cục quản lý giá Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng tháng 3 có thể sẽ tăng nhẹ so với tháng 2, đây là hiệu ứng do nhu cầu tiêu dùng lên cao trong những ngày cận Tết Nguyên đáng vừa qua, thời điểm mà giá cả thị trường được tính vào CPI tháng 3 này. Ngoài ra, chương trình thu mua tạm trữ lúa gạo vụ đông xuân 2014-2015 cũng đẩy giá lúa gạo có xu hướng nhích lên. Đây lại là mặt hàng thuộc nhóm có tỷ trọng đáng kể trong rộ tính CPI. Về tình hình giá cả của nhiều nhóm hàng hóa thiết yếu, Cục Quản lý Giá cũng dự báo, nhìn chung sẽ không có nhiều biến động lớn, trong đó chỉ có giá phân bón giảm nhẹ và giá xăng dầu có thể tăng, còn các mặt hàng thực phẩm tươi sống, đường hoặc là vật liệu xây dựng sẽ có giá ổn định. Từ đầu tuần này vào ngày 16 tháng 3, giá bán lẻ điện sinh hoạt cao nhất đã được điều chỉnh là 2.587 đồng mỗi kWh. Khung giá điện được điều chỉnh theo quyết định quy định về giá bán điện mới của Bộ Công Thương. Biểu giá điện mới áp dụng cho 8 nhóm đối tượng khách hàng gồm khối kinh doanh sản xuất, hành chính sự nghiệp, sinh hoạt, nông thôn v.v. Mỗi nhóm khách hàng sẽ có từng đơn giá cụ thể cho các khung giờ khác nhau. Trong đó, biểu giá điện sinh hoạt gồm 6 bậc thang có giá cao hơn biểu cũ từ 96 cho đến 188 đồng 1 kWh. Cụ thể, giá bán lẻ sinh hoạt mới dao động trong khoảng từ 1.484 cho đến 2 2587 đồng mỗi kWh. Ngoài ra, các ngành sản xuất vào giờ cao điểm phải chịu giá bán là 2.735 đồng. Khối hành chính sự nghiệp có giá điện mới từ 1.460 đồng cho đến 2.735 đồng một kWh. Giá bán lẻ cho lĩnh vực kinh doanh có sự chênh lệch khá cao giữa giờ cao điểm và giờ thấp điểm, tương ứng là 3.991 đồng và là 1.185 đồng mỗi kWh. Sau khi Ngân hàng Thế giới xếp chỉ số tiếp cận điện năng của Việt Nam ở vị trí 135 trên tổng số 189 quốc gia do có quy trình giải quyết thủ tục lên tới hàng trăm ngày, đại diện tập đoàn điện lực lại cho rằng hiện tại thời gian làm thủ tục xin cấp điện của khách hàng chỉ là 18 ngày. Đây là ghi nhận tại hội thảo cuối tuần qua về cải thiện môi trường kinh doanh Việt Nam do Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương tổ chức. Theo khảo sát của Ngân hàng Thế giới tại thành phố Hồ Chí Minh, để được cấp điện một kho hàng phải cần tới 146 ngày để có thể hoàn tất mọi thủ tục từ lúc đăng ký cấp điện mới và thỏa thuận đầu nối, xin có giấy phép đào đường cho kết nối ngầm dưới đất, thuê đơn vị thực hiện công trình, xin giấy chứng nhận thiết kế từ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đến lúc được lắp công tơ và ký hợp đồng mua bán điện. Trong khi đó, theo đại diện tập đoàn điện lực EVN, Đơn vị này đã thực hiện cơ chế một cửa từ năm 2014, thời gian giải quyết thủ tục cho khách hàng là ít hơn 18 ngày. Còn theo phân tích của đại diện Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, riêng khâu thuê đơn vị thực hiện công trình đã chiếm tới hơn 2 tháng, mà khâu này lại nằm ngoài khả năng của EVN. Đây có thể là yếu tố tác động lớn đến xếp hạng chỉ số tiếp cận điện năng của Việt Nam. Một trong những nguyên nhân khiến cho năng suất lao động của Việt Nam thấp hơn nhiều nước trong khu vực là do doanh nghiệp không chuẩn hóa được cơ cấu tổ chức cũng như là chậm cải tiến các quy trình sản xuất. Đây là nhận định được chuyên gia nhân lực Ngô Đình Đức, tổng giám đốc công ty CPLXCA đưa ra tại hội thảo tối ưu hóa sản xuất và tối đa hóa năng suất diễn ra vào đầu tuần qua. Theo chuyên gia Ngô Đình Đức, cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp là một trong ba yếu tố ảnh hưởng đến năng suất lao động, bên cạnh năng lực cá nhân và việc bố trí lao động cho sản xuất. Tuy nhiên, vấn đề chuẩn hóa cơ cấu tổ chức cũng như là liên tục đổi mới cải tiến quy trình sản xuất hiện nay chưa được doanh nghiệp Việt Nam quan tâm. Dựng chứng bằng khảo sát của LNA trên 100 doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán, ông Đức cho biết có đến 67% doanh nghiệp có cơ cấu tổ chức theo dạng đơn tuyến cộng kênh, 90% doanh nghiệp xây dựng hệ thống chức danh tùy tiện, 90% thiếu hệ thống đánh giá công việc hiệu quả, 85% doanh nghiệp không cập nhật, không cải tiến quy trình làm việc hàng năm, vân vân. Cái quan điểm của Việt Nam á, thường thường á, đối với cái người mà mở cái doanh nghiệp á, thì thôi chạy đi rồi xây từ từ. Nhưng mà khi chúng ta đã chạy rồi chúng ta không xây được từ từ. Đó là một bài toán. Tại vì khi chúng ta chuẩn mực thì mọi thứ nó mới gọn gàng và nó có năng suất được. Còn khi chúng ta không có hệ thống, chúng ta không thể quản trị được cái gì hết. Và như vậy cái năng suất nó vô tình nó sẽ giảm. Và về mặt nguyên tắc người ta nói là làm cái mới rất là dễ, còn sửa cái cũ là rất là khó. Cũng theo ông Đức, trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, vấn đề đổi mới cải tiến là vấn đề sống còn của doanh nghiệp. Nhưng hiện nay, việc liên tục cải tiến đổi mới chưa thành nét văn hóa trong doanh nghiệp Việt Nam cái sự thay đổi cái cải tiến liên tục nó không phải là một cái nét văn hóa của của các cái doanh nghiệp Việt Nam có thể là xuất phát từ cái chuyện gia đình, quản lý gia đình nó dẫn đến những cái 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 những cái nền tảng quản trị hiện đại của mình là nó đang còn rất là thấp. Thì như vậy đứng về mặt cạnh tranh, về mặt năng suất, cạnh tranh về mặt thị phần, cạnh tranh về mặt công nghệ thì chúng tôi nghĩ rằng là các doanh nghiệp Việt Nam phải có những cái sự thay đổi rất là rõ nét để có thể cạnh tranh được với cái thị trường ASEAN khi mà chúng ta gia nhập vào. Hiện công ty LNA đang phối hợp với câu lạc bộ doanh nhân dẫn đầu LBC triển khai dự án hợp tác miễn phí cung cấp bộ đo năng suất lao động dành cho doanh nghiệp, qua đó chỉ ra những mặt hạn chế, đồng thời cung cấp các giải pháp giúp cho doanh nghiệp nâng cao năng suất lao động. Kính thưa quý vị, Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan vừa có buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Cao Đức Phát Đáng chú ý, trong buổi làm việc này, phía Thái Lan đã lên tiếng mời Việt Nam tham gia sàn giao dịch cao su trong khu vực nhằm chủ động điều tiết giá cao su thế giới. Theo đại diện Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan, hiện Thái Lan, Malaysia và Indonesia đã thống nhất thành lập mạng lưới các quốc gia thành viên sản xuất cao su lớn trong khu vực Đông Nam Á. Các nước này có ý định mời thêm Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar cùng tham gia. Theo tính toán của phía Thái Lan, tổng sản lượng cao su của mạng lưới nếu các nước đều đồng ý tham gia sẽ chiếm đến 70% sản lượng cao su toàn cầu với nguồn cung lớn các nước kỳ vọng sẽ định hình thị trường hình thành mức giá chung tránh bị phụ thuộc vào giá cao su của các nước ngoài khu vực như hiện nay trả lời đề nghị này bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cao đức phát cho biết sẽ cử cán bộ trao đổi kỹ hơn để đề xuất ra những giải pháp phù hợp dựa trên nguyên tắc chung là đảm bảo quyền lợi của nông dân cùng một mẫu xe ô tô nhập khẩu nhưng cơ quan hải quan tại các địa phương lại có cách xác định và áp giá tính thuế khác nhau tổng cục hải quan cũng đã thừa nhận rằng điều này là chưa phù hợp Giá khai báo cùng một loại xe ô tô của cùng một doanh nghiệp có sự chênh lệch lớn. Chẳng hạn như chiếc Toyota RV4 được một công ty nhập khẩu khai báo giá là 15.900 đô la một chiếc, đã được Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hải Phòng khu vực 1 chấp nhận chuyển kiểm tra sau thông quan. Cùng ngày, doanh nghiệp trên mở thêm tờ khai khác với cùng loại xe nhưng giá chỉ có 13.000 đô la một chiếc, cũng được Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hải Phòng khu vực 2 chấp nhận hay như cùng một loại xe, như với các doanh nghiệp khác nhau thì các chi cục hải quan cũng áp giá trị tính thuế nhập khẩu không đồng nhất. Các doanh nghiệp nhập khẩu ô tô cho rằng sự áp giá tính thuế tùy tiện như vậy có thể gây ra thất thu thuế thu nhập và tạo ra sự bất bình đẳng trong môi trường kinh doanh. Tổng cục Hải quan cho biết đã đề nghị các cục hải quan địa phương tổ chức kiểm tra, đồng thời tham vấn cách xác định giá trị tính thuế theo quy định. Với hàng hóa đã thông quan, tổng cục yêu cầu rà soát lại và báo cáo về cục thuế xuất nhập khẩu và cục kiểm tra sau thông quan. Liên quan đến đề xuất xây dựng nhà xưởng cao tầng tại thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân thành phố vừa chính thức ban hành kế hoạch thí điểm mô hình nhà xưởng cao tầng trong các khu chế xuất, khu công nghiệp và khu công nghệ cao giai đoạn từ 2015-2018. Theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố, các đơn vị sẽ tham gia thí điểm xây dựng nhà xưởng cao tầng bao gồm khu công nghiệp Hiệp Phước, khu công nghiệp Tân Thuận, khu chế xuất Linh Trung, khu công nghiệp Đông Nam và khu công nghệ cao thành phố. Theo đó, các khu nhà xưởng cao tầng với quy mô dự kiến mỗi nhà xưởng vào khoảng từ 3 đến 8 tầng, diện tích sàn xây dựng là từ 10.000 đến 40.000 40 m2, tổng số vốn để đầu tư cho các khu nhà xưởng này dự kiến là khoảng 600 tỷ đồng. Theo Ủy ban nhân dân thành phố, việc đầu tư xây dựng các nhà xưởng cao tầng này nhằm mục đích tối ưu hóa hiệu quả sử dụng đất và đáp ứng nhu cầu đa dạng của các doanh nghiệp. Kính thưa quý vị, theo Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, nếu như thành phố chấp thuận cho quảng cáo trên tất cả các tuyến xe buýt của thành phố thì mỗi năm có thể thu về 170 tỷ đồng để giảm tiền trợ giá xe buýt cho ngân sách. Sở Giao thông Vận tải Thành phố cho biết đã hoàn thành đề án quảng cáo trên xe buýt và đang chờ chính quyền thành phố phê duyệt và trình hội đồng nhân dân thông qua vào kỳ họp tới. Theo đề án này, việc quảng cáo trên xe buýt ban đầu sẽ thực hiện thí điểm trong 6 tháng với 156 xe buýt ở 10 tuyến, chủ yếu hoạt động tại khu vực trung tâm thành phố với khoảng 1.500 chuyến một ngày. Dự kiến số tiền thu về từ thí điểm này là 9,8 tỷ đồng. Các doanh nghiệp muốn quảng cáo trên xe buýt sẽ phải đấu thầu cho từng tuyến hoặc gói thầu cho cả 10 tuyến. Với hơn 2.300 xe buýt đang hoạt động, Sở Giao thông Vận tải thành phố tính toán, nếu cho phép quảng cáo trên tất cả số xe này thì số tiền thu về mỗi năm là 170 tỷ đồng. Số tiền này sẽ giúp làm giảm gánh nặng cho ngân sách về trợ giá xe buýt. Vừa rồi là phần 1 của chương trình và trong phần 2 chúng tôi sẽ gửi đến quý vị những thông tin nổi bật sau đây Doanh số bán lẻ tại Mỹ có tháng giảm thứ ba liên tiếp Các xe vẫn chưa có bất kỳ chính sách nào liên quan đến việc hạn chế sử dụng thuốc kháng sinh trong thịt gà